Tập 29, Lưu Huyền Đức đưa dân vượt Trường Giang. Mới rời lều tranh về với Lưu Bị, thì ngay trận đầu Gia Cát Lượng đã đốt cháy đèo Bác Vọng, giáng một đòn vào nhuệ khí quân Tào. Không cam chịu mối nhục thất trận, Tào Tháo lệnh cho Tào Nhân đánh thành Tân Giã, không ngờ lại trúng kế Gia Cát Lượng lần nữa. May nhờ đêm tối, Tào Nhân mới may mắn chạy thoát, thu nhặt tàn quân, đóng ở Tân Giã, sai Tào Hồng về ra mắt Tào Tháo, trình việc thua trận. Tháo nổi giận nói, Gia Cát thôn phu, to gan thực. Lập tức khởi ba quân đông như kiến cỏ, kéo đến Tân Giã đóng trại, rồi sai quân sĩ, một mặt kiểm soát trên núi, một mặt lấp sông Bạch Hà, đoạn chia đại quân làm tám đường, nhất tề đến lấy Phàn Thành. Lưu Hoa can rằng, thừa tướng mới đến Tương Dương, trước hết hãy lấy lòng dân đã. Nay Lưu Bị rời hết cả dân Tân Giã vào Phàn Thành, nếu ta đến ngay thì dân hai huyện ra cám cả. Chi bằng, sai người chiêu hàng Lưu Bị, dù bị không hàng, mình cũng được cái tiếng là thương dân. Nếu bị hàng, thì có phải đất Kinh Châu không đánh cũng được không? Tháo nghe có lý, liền hỏi, ai đi sứ được? Lưu Hoa nói, Từ Thứ rất thân với Lưu Bị, nay hắn cũng có mặt ở đây, sao không sai hắn đi một chuyến? Tháo nói, e hắn đi không trở về. Hoa nói, nếu hắn đi không trở về, thiên hạ sẽ chê cười hắn, thừa tướng không phải lo điều ấy. Từ Thứ lĩnh mệnh đến Phàn Thành, Lưu Bị, Khổng Minh ra đón, hai bên cùng kể lể tình xưa nghĩa cũ. Thứ nói, Tào Tháo sai tôi đến đây dụ sứ quân, chẳng qua giả danh mua chuộc lòng người đó thôi. Nay Tháo chia quân làm tám đạo, lấp sông Bạch Hà mà tiến, tôi e Phàn Thành không giữ được, nên liệu mà đi chỗ khác. Lưu Bị muốn Lưu Từ Thứ ở lại. Từ Thứ tạ nói rằng, nếu tôi không trở về, tất thiên hạ chê cười. Nay mẹ già đã mất, thôi đành ôm hận suốt đời. Và thân tôi tuy ở bên đó song thể chết không bày một kế gì. Sứ quân đã có Ngọa Long giúp đỡ, lo gì nghiệp lớn chẳng thành. Từ Thứ xin từ biệt, Lưu Bị không dám ép nài rồi hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói, phải cấp tốc bỏ Phàn Thành, lấy Tương Dương tạm trú đã. Lưu Bị lại hỏi, thế còn trăm họ đi theo đã lâu, sao nỡ bỏ? Khổng Minh nói, nên sai người thông báo cho nhân dân biết là ai muốn đi theo thì đi, ai không muốn đi thì ở lại. Trước hết sai quan Vũ ra bờ sông sắp sẵn thuyền bè, Tôn Càn, Giản Ung thì đi loan báo khắp thành rằng, nay quân Tào sắp đến, thành trì trơ trọi này không thể cầm cự lâu được, trăm họ ai muốn đi theo thì cùng sang sông. Dân hai huyện Đồng Thanh reo lên rằng, dù chết, chúng tôi cũng vui lòng theo sứ quân. Liền đó, trăm họ khóc lóc ra đi, già trẻ rắt ríu, trai gái bế bồng, lũ lượt sang đò. Hai bờ sông, tiếng khóc như gì. Lưu Bị ở trên thuyền trông thấy, rất cảm động nói, chỉ vì một mình ta, mà để trăm họ mắc nạn lớn, ta sống làm chi. Nói rồi, định đâm đầu xuống sông tự vẫn, Tả Hữu vội vàng ngăn lại, thấy thế ai cũng đau lòng xót ruột. Khi thuyền đi đến bờ phía nam, ngoảnh lại thấy những người ở lại, đều hướng cả về nam mà khóc. Lưu Bị lại sai quan Vũ dục thuyền sang chở nốt rồi mới lên ngựa. Đi đến cửa đông thành Tương Dương, chỉ thấy trên mặt thành tinh kỳ phấp phới, trên bờ hào gài trông trà kín mít. Lưu Bị dừng ngựa gọi to rằng, hiền điệt Lưu Tôn. Ta chỉ vì trăm họ mà đến đây, không có bụng gì đâu, mở cửa ra mau. Lưu Tôn thấy Lưu Bị đến, sợ không dám ra. Xé Mạo và Trương Doãn lên thẳng chòi canh, thách quân sĩ bắn như mưa. Trăm họ ở ngoài thành đều trông cứu dân đến đây, sao dám chống cự. Mọi người nhìn xem ai thì là Ngụy Diên, tự là văn trường mình cao tám thước, mặt đỏ như gấc, quê ở Nghĩa Dương. Diên múa đao công đến chém chết tướng sĩ canh cửa, mở toang cửa thành, bỏ cầu treo xuống, gọi to lên, xin Lưu Hoàng thúc mau mang quân vào thành cùng giết những thằng giặc bán nước. Trương Phi tế ngựa định vào, bỗng có một tướng tế ngựa ra, quát lên rằng, Ngụy Diên, mày là một thằng vô danh tiểu tốt, sao dám làm loạn? Có biết tao là đại tướng Văn Xính đây không? Ngụy Diên giận lắm, vác thương tế ngựa đến đánh. Quân sĩ hai bên đánh lộn nhau dưới thành, tiếng reo ầm ĩ. Lưu Bị nói, ai ngờ muốn cứu dân lại hóa ra hại dân. Ta không muốn vào Tương Dương nữa. Khổng Minh nói, Giang Lăng là một nơi hiểm yếu ở Kinh Châu, chi bằng ta hãy ra lấy trước làm nơi căn cứ đã. Lưu Bị nói, chính hợp ý ta, lập tức đem trăm họ rời Tương Dương, chạy đến Giang Lăng. Nhiều dân ở Tương Dương, nhân lúc rối ren, trốn ra theo Lưu Bị. Ngụy Diên đánh nhau với Văn Xính từ giờ Tị đến giờ Mùi, quân sĩ chết sạch, Diên tế ngựa chạy trốn, tìm mãi không thấy Lưu Bị, phải sang Trường Sa theo thái thú Hàn Huyền. Lại nói Lưu Bị cùng đi với hơn 10 vạn quân dân, vài nghìn cỗ xe lớn nhỏ và rất nhiều gồng gánh, đồ đạc. Khi đi qua mộ Lưu Biểu, Lưu Bị cùng các tướng đến lạy trước mộ, khóc mà than rằng, đứa em nhục nhã là bị, không tài đức gì. Phụ lòng anh ký thác, tội ở một mình em, không can gì đến trăm họ, xin linh hồn anh cứu lấy trăm họ kinh tường. Lưu Bị khấn thảm thiết lắm, quân dân đều ứa nước mắt. Chợt lại có tin báo rằng, đại quân Tào Tháo đã đóng ở Phàn Thành, đương sai người chuẩn bị thuyền bè, sắp sửa sang đò đuổi theo.
Trương Phi nói, Giang Lăng hiểm yếu, đủ cự được với giặc. Nay đem mấy vạn dân, ngày đi được hơn 10 dặm, thì bao giờ mới đến nơi? Nếu quân Tào kéo đến thì làm thế nào? Chi bằng hãy tạm bỏ dân lại mà đi trước. Lưu Bị mắng rằng, ta mưu việc lớn, chẳng qua cũng lấy dân làm gốc. Nay người ta theo mình sao nỡ bỏ? Trăm họ nghe nói, ai cũng cảm động. Khổng Minh nói, quân Tào sắp đuổi đến nơi, nên sai Vân Trường sang Giang Hạ cầu cứu công tử Lưu Kỳ, bảo Kỳ cấp tốc đi thuyền về hội ở Giang Lăng. Lưu Bị theo lời, liền sai Quan Vũ cùng với Tôn Càn đem 500 quân đến Giang Hạ cầu cứu. Trương Phi đi chặn hậu, Triệu Vân bảo vệ gia thuộc, còn các tướng đi trông nom chăm họ. Mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm lại nghỉ. Lúc bấy giờ, Tào Tháo ở Phàn Thành sai người sang sông đến Tương Dương triệu mẹ con Lưu Tôn, Sái Mạo và Trương Doãn đến. Sái Mạo gặp Tào Tháo, thái độ hết sức xu nịnh. Tháo hỏi, quân mã, tiền lương Kinh Châu, ước được bao nhiêu? Mạo thưa, kỵ binh được 3 vạn, quân bộ 15 vạn, quân thủy 8 vạn, cả thảy 26 vạn. Lương thảo quá nửa ở Giang Lăng, còn các nơi cũng đủ dùng một năm. Tháo lại hỏi, chiến thuyền có bao nhiêu, do ai quản lĩnh? Mạo thưa, chiến thuyền lớn nhỏ cả thảy 7.000 chiếc, do hai chúng tôi quản lĩnh. Tháo liền phong cho Sái Mạo làm Trấn Nam Hầu Thủy Quân Đại Đô Đốc, Trương Doãn làm Trợ Thuận Hầu Thủy Quân Phó Đô Đốc, Lưu Tôn làm Thứ Sử Thanh Châu, bắt phải đi ngay lập tức. Lưu Tôn nghe lệnh thất kinh, từ chối nói rằng, tôn nay không muốn làm quan, xin cho ở nhà giữa quê hương cha mẹ. Tháo nói, Thanh Châu gần kinh đô, cho ngươi vào triều đình làm quan, kẻo ở kinh tương có kẻ mưu hại. Lưu Tôn hai ba lần từ chối, Tháo không cho, bất đắc dĩ, Tuân Úc nói, Sái Mạo, Trương Doãn là đồ xiểm nịnh, sao chúa công phong cho tước cao như thế, lại cho làm đô đốc thủy quân. Tháo cười nói, ta sao lại chẳng biết người, chỉ vì quân đất Bắc không quen đánh thủy, nên phải tạm dùng bọn chúng. Khi nào việc xong, ta sẽ định liệu. Tháo thấy vắng mặt Văn Xính liền sai người đi tìm, bấy giờ Xính mới chịu lại hầu. Tháo hỏi, sao ngươi chậm trễ thế? Xính đáp, làm bầy tôi mà không giúp được chủ giữ lấy Giang Sơn, xấu hổ lắm, không mặt nào đến sớm được. Nói xong, sụt sùi khóc. Tháo khen, thật là trung thần. Và cho ngay làm thái thú Giang Hạ tước quan nội hầu, sai đem quân đi mở đường. Chợt có thám mã chạy về báo rằng, Lưu Bị dẫn bách tính đi chậm lắm, mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm, tính đến nay mới đi được hơn 300 dặm. Tháo sai kén lấy 5.000 thiết kỵ cấp tốc đuổi theo, hẹn cho một ngày một đêm phải đuổi kịp Lưu Bị. Đại quân sẽ theo sau. Bấy giờ, Lưu Bị dẫn hơn 10 vạn dân và hơn 3.000 quân mã, từ từ kéo sang Giang Lăng. Triệu Vân thì bảo vệ gia quyến Huyền Đức, Trương Phi đi chặn hậu. Khổng Minh nói, Vân Trường sang Giang Hạ không thấy tin tức gì cả, không biết ra sao. Lưu Bị nói, xin phiền quân sư đi cho một chuyến. Lưu Kỳ nhớ ơn quân sư dạy cho khi trước, công việc tất có kết quả. Khổng Minh vâng lời, liền cùng Lưu Phong đem ngay 500 quân sang Giang Hạ. Hôm ấy, Lưu Bị cùng đi với Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương tới huyện Đương Dương, có một trái núi, gọi là Cảnh Sơn. Lưu Bị chuyển quân tạm đến đóng ở đó. Bỗng một cơn gió, chúa công đành phải bỏ bách tính mà chạy mới thoát. Lưu Bị nói, trăm họ theo ta từ Tân Giã đến đây, bỏ rơi sao đành. Giản Ung nói, chúa công cứ lưu luyến mãi thì tay vạ tới nơi mất. Bấy giờ, trời cuối thu sang đông, gió lạnh thấu xương, mặt trời sắp lặn, tiếng khóc dậy đất. Độ canh tư, thấy góc tây bắc có tiếng reo hò ầm ĩ vang lại. Lưu Bị giật mình, dẫn hơn 2.000 tinh binh ra nghênh địch. Quân Tào ùa đến, không sao địch nổi, Lưu Bị liều chết cầm cự. Đương khi nguy cấp, may được Trương Phi dẫn quân đến, đánh mở một đường máu, cứu được Lưu Bị rồi nhằm phía đông chạy miết. Văn Xính ra chặn đường, Lưu Bị ra mắng rằng, thằng phản chủ kia. Mày còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa? Văn Xính hổ thẹn quá, dẫn quân chuồn thẳng về phía đông bắc. Trương Phi bảo vệ Lưu Bị, vừa đánh vừa chạy, mãi đến sáng thấy tiếng hò reo đã ra. Lưu Bị mới nghỉ ngựa, nhìn lại thủ hạ thì chỉ còn vẻn vẹn hơn trăm kỵ binh đi theo. Trăm họ, gia quyến và bọn Mi Trúc, Mi Phương, Giản Ung, Triệu Vân tất cả hơn 1.000 người không biết lạc lõng đâu cả. Lưu Bị khóc ầm lên nói, hơn 10 vạn nhân dân, chỉ vì mến ta, nên gặp nạn lớn này. Các tướng cùng gia quyến không biết sống chết ra sao, dẫu gỗ đá cũng phải đau xót. Đương lúc buồn rầu, bỗng thấy Mi Phương thương tích đầy mình, lò dò đi đến nói, Tử Long đi theo Tào Tháo rồi. Lưu Bị mắng rằng, Tử Long là bạn cũ của ta, lẽ đâu phản bội. Trương Phi nói, nay hắn thấy chúng ta thế cùng sức hết, hoặc giả ham phú quý mà theo Tào Tháo chăng? Lưu Bị nói, Tử Long theo ta trong cơn hoạn nạn, lòng như sắt đá, phú quý không thể lung lạc được. Mi Phương nói, thật mắt tôi trông thấy hắn chạy về phía tây bắc. Lưu Phi không chịu nghe, dẫn 20 quân kỵ mã đến cầu Trường Bản, thấy mé đông cầu có một dãy cây cối, Phi nghĩ ngay ra một kế, liền sai quân chặt cành cây buộc vào đuôi ngựa,
rồi thúc ngựa chạy tứ tung trong rừng, cho bụi mù lên để làm nghi binh. Trương Phi vác mâu, cưỡi ngựa đứng trên cầu, nhìn chừng chừng về phía tây. Chợt thấy Giản Ung dẫn vài tên lính tới hỏi, Trương tướng quân, chúa công ở đâu? Phi nói, chúa công ở trong rừng kia, tiên sinh có biết tin tức gì của Tử Long không? Giản Ung nói, nếu không có Triệu tướng quân cứu mạng thì tôi đâu còn sống. Nay Triệu tướng quân đang đi tìm hai phu nhân và ấu chúa. Để tôi đi báo với chúa công. Trương Phi nói, tiên sinh cứ đi đi. Giản Ung đi vào rừng. Trương Phi đứng bên cầu một lúc, thì lại thấy Triệu Vân cùng Mi Trúc dẫn Cam phu nhân về. Vân hỏi, chúa công đâu? Phi đáp, ở ngay phía trước kia, cách đây không xa. Vân bảo Mi Trúc rằng, Mi Tử Trọng hãy bảo vệ Cam phu nhân đi trước, để ta đi tìm nốt Mi phu nhân và ấu chúa đã. Nói xong, dẫn vài quân kỵ mã theo lối cũ trở lại. Đường chạy, gặp một tướng tay cầm giáo sắt, lưng đeo gươm, dẫn vài chục quân kỵ tế ngựa đến. Triệu Vân chẳng nói chẳng rằng, xốc tới đánh luôn. Tướng đó là Hạ Hầu Ân, cận vệ đeo gươm của Tào Tháo. Nguyên Tháo có hai thanh gươm báu, một thanh gọi là Ỷ Thiên, một thanh gọi là Thanh Công. Thanh Ỷ Thiên Tháo đeo luôn bên mình, còn thanh Thanh Công thì giao cho Hạ Hầu Ân. Thanh gươm này chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng. Trơ trọi có một mình. Nhưng Vân vẫn không chồn dã chút nào, cứ xông xáo đi tìm, gặp ai cũng hỏi tin tức Mi phu nhân và A Đầu. Có một người trò bảo rằng vừa thấy phu nhân ôm một đứa bé, đùi bên trái thì bị thương, chạy không được, đến ngồi ở trong bức tường đổ trước mặt kia. Vân vội vàng theo đến, tướng quân nên thương lấy cha nó, long đong nửa đời rồi mà mới có một mụn con. Xin tướng quân giữ gìn thế nào, cho nó còn được trông thấy mặt cha thì thiếp chết cũng cam tâm. Vân nói, phu nhân đến nỗi này cũng là tội Vân, xin phu nhân không nên nói nhiều, hãy mau lên ngựa. Vân đi bộ theo, cố sức đánh để bảo vệ phu nhân cùng A Đầu ra khỏi vòng vây. Mi phu nhân nói, không xong rồi, tướng quân không thể không có ngựa. Đứa trẻ này hoàn toàn trông cậy vào tướng quân. Và thiếp bị thương nặng, dù chết cũng chẳng đáng tiếc. Xin tướng quân hãy bế A Đầu đi cho mau, đừng vì thiếp mà mang lụy nữa. Vân nói, tiếng reo đã gần, quân đuổi theo sắp đến, xin mời phu nhân mau mau lên ngựa. Mi phu nhân nói, quả thật thiếp không sao đi được, xin tướng quân đừng để lỡ cả hai. Liền đưa A Đầu cho Triệu Vân và nói rằng tính mệnh đứa trẻ này hoàn toàn nằm trong tay tướng quân nó. Triệu Vân năm lần bảy lượt mời phu nhân lên ngựa nhưng phu nhân cứ nằng nặc không nghe. Bốn bề tiếng hò reo lại nổi dậy. Vân nói lớn lên rằng, phu nhân không nghe lời tôi, quân giặc kéo đến thì làm thế nào? Vân cởi dây lưng thắt áo giáp ra, bỏ miếng hộ tâm kính xuống, đem A Đầu buộc vững vào lòng. Giữa lúc ấy, một tướng dẫn đội bộ quân đến, chính là Yến Minh, bộ tướng của Tào Hồng. Minh vác một thanh đao ba ngạc hai lưỡi, đến đánh Triệu Vân, chưa đầy ba hiệp, bị Vân đâm một nhát giáo chết tốt. Vân lại đánh tan cả quân tướng, quay lại nhìn thì thấy Mi phu nhân đã gieo ngay mình xuống giếng nước gần đó mà chết rồi. Triệu Vân thấy phu nhân chết rồi, sợ quân Tào đến cướp mất xác, liền đạp đổ bức tường xuống, lấp kín giếng. Sau khi đâm chết Yến Minh, Triệu Vân mở một đường chạy, chợt thấy trước mặt lại có một toán quân chặn đường, một viên tướng đi đầu, cờ hiệu đề bốn chữ lớn Hà Gian Trương Cáp. Vân chẳng đôi hồi, khua giáo đánh liền. Được hơn 10 hiệp, không dám ham đánh nữa, cướp đường chạy tiếp. Trương Cáp đuổi theo, Vân ra roi chạy miết, không ngờ đánh huyệt một cái cả người lẫn ngựa xa xuống hố sâu. Trương Cáp vội vác giáo lại đâm. Bỗng nhiên một đạo hồng quang từ dưới hố bốc lên, con ngựa nhảy vọt lên khỏi hố. Đời sau có thơ than rằng, hồng quang chói lọi cánh rồng bay, vó ngựa sông pha thoát khỏi vây, 42 năm thiên tử mệnh, tướng quân được dịp trổ thần oai. Trương Cáp thấy thế, sợ hãi rút lui. Triệu Vân đương tế ngựa chạy, bỗng sau lưng lại thấy có tiếng gọi to rằng, Triệu Vân đừng chạy nữa. Trước mặt cũng lại thấy hai tướng, mỗi tướng cầm một thứ binh khí, chặn ngang đường. Hai tướng đuổi sau lưng là Mã Diên, Trương Dĩ, hai tướng chặn trước mặt là Tiêu Xúc, Trương Nam. Bốn người cùng là thủ hạ cũ của Viên Thiệu. Triệu Vân cố sức đánh với bốn tướng, quân Tào kéo ùa cả đến. Vân rút gươm Thanh Công chém tứ tung, chém vào đâu, người và áo giáp cứ đứt phăng phăng, máu chảy như suối. Vân đánh tan được các quân tướng, ra khỏi vòng vây. Bấy giờ Tào Tháo đứng trên đỉnh núi Cảnh Sơn, trông thấy một tướng đi đến đâu người giãn ra đến đấy, vội hỏi tả hữu người đó là ai. Tào Hồng tế ngựa xuống hỏi rằng, chiến tướng kia tên họ là gì. Triệu Vân nói, ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn. Tào Hồng về báo với Tào Tháo. Tháo nói, thực là hổ tướng, ta nên bắt sống lấy. Liền sai ngươi đi truyền báo cho các nơi rằng, Triệu Vân đi đến đâu, không ai được bắn lén, chỉ cốt bắt sống thôi. Nhờ lệnh ấy, Triệu Vân thoát được nạn, đó cũng là phúc của A Đầu nữa. Trong trận này, Triệu Vân đem chúa ở trong bọc ra khỏi vòng vây, chém gãy được hai lá cờ to, cướp được ba ngọn giáo, giáo đâm gươm chém, trước sau cả thảy giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào. Triệu Vân thoát ra khỏi vòng vây,
cách xa trận địa chính, máu me đỏ ngòm cả áo chiến bào. Vân Dương đi dưới sườn núi, lại thấy hai toán quân tràn ra, đó là anh em Trung Tấn, Trung Thân, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn. Một người dùng lưỡi tầm sét, một người dùng ngọn hỏa kích, quát to lên rằng: "Triệu Vân mau mau xuống ngựa chịu trói." Triệu Vân hoa giáo đâm, Tấn giơ búa đỡ. Hai ngựa giao nhau, chưa được ba hiệp, Trung Tấn bị Triệu Vân đâm một nhát giáo ngã nhào, rồi Vân cướp đường chạy. Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách Triệu Vân có vài tấc. Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau. Vân tay trái lấy giáo gạt họa kích, tay phải rút gươm báu ra, chém một nhát, Trung Thân đứt phăng nửa mũi và nửa mặt, chết lăn xuống đất, quân lính chạy tan cả. Đời sau có thơ khen rằng: "Máu đỏ chăn hòa áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long." Không biết cuộc truy kích này diễn biến tiếp theo thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.